Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch được cho là đang hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Theo nguồn tin tiết lộ thì tình cảm của cặp đôi nổi tiếng này rất ổn định. Nhưng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cũng đã ở bên nhau được 2 năm. Tuy nhiên cả hai người dường như đều không có ý định tiến đến hôn nhân. Điều này khiến cho công chúng rất thắc mắc. Theo trang Sina thì nguyên nhân khiến nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa không muốn tái hôn nữa có liên quan đến sự nghiệp của cô trong làng giải trí. Dương Mịch bước chân vào showbiz hoa ngữ từ khi còn nhỏ. Cô có thể vươn lên đến vị trí hiện tại là nhờ những nỗ lực không ngừng chứ chẳng hề có ai đứng sau nâng đỡ như các đồng nghiệp khác. Chính những khó khăn trong suốt nhiều năm đã hình thành nên tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của Dương Mịch. Cô cũng rất thận trọng để bảo vệ địa vị của mình tại ZIP. Ngay cả khi kết hôn với Lưu Khải Uy vào năm 2014 thì Dương Mịch cũng không từ bỏ công việc. Đến mức cô còn bị chỉ trích là một người vợ, người mẹ vô trách nhiệm. Ở tuổi 35, khi những đồng nghiệp ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp và làng giải trí cũng đón nhận thế hệ mới với nhiều tài năng thì địa vị của Dương Mịch cũng bị đe dọa. Với tính cách của nàng Bạch Thiện thì chắc chắn bây giờ cô sẽ không quan tâm đến việc tái hôn nữa, thay vào đó là tập trung cho công việc và giữ vững vị trí của bản thân.